dòng sông, sông chu soi ánh mắt long lành về đồng xuân nghe chúng đồng táo thức ăn cơm bằng đèn mà đi cây sáng trăng điệu hoa quê ta lồng gió bốn phương yêu sao sông nước luống về xuôi thác gành đưa bè trôi thôi em đưa anh về Thanh Hóa nghe khúc dân ca sau đồng lòng lời thương lời yêu mãi xanh tươi Giang cánh tay ôm bao la biển khơi thanh hoa yêu sao quê mình thanh hoa vang mãi sao ngọc trào trên khu dưới ánh cờ đỏ thăm trời thu cùng cầu hàm rồng đứng mai với thiên thu ước mơ xưa tương lai này đã về tay càng ngắm càng say quê hương thanh hóa mình đây thầy hóa yêu sao quê mình thanh hóa vòng mới sao mọc trào trên khu dưới ánh cờ đó thăm chơi thú cùng câu hàm rồng đứng mãi với thiên thu bao ước mơ xưa tương lai này đã về tay càng ngắm càng say quê hương thanh hóa mình đây Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023, thị xã Nghi Sơn tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tại các xã phường đợt 2 năm 2023. Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Phát huy vai trò của gia đình dòng họ trong xây dựng xã hội học tập. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy chính quyền xã Tân Trường và trường Trung học cơ sở Tân Trường tổ chức ra mắt câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường Trung học cơ sở Tân Trường. Sự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp ủy, chính quyền xã Tân Trường. Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi là một mô hình của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ văn bản số 983 ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy chính quyền và trường trung học cơ sở Tân Trường thành lập câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi gồm 30 thành viên. Mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua hoạt động của mô hình, hỗ trợ chính quyền và các ban ngành địa phương, nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ em. Trang bị kiến thức kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình và thúc đẩy sự tham gia chủ động có ý nghĩa của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ tại địa phương. Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi sẽ là một sân chơi, một diễn đàn thực sự dành cho các em học sinh trường trung học cơ sở Tân Trường nói riêng, trẻ em trên địa bàn xã nói chung. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các em không chỉ được nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tự tin bản lĩnh để thay đổi mà còn là nơi để trẻ cùng nhau giao lưu chia sẻ nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi. Các thành viên câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, dần xóa bỏ thói quen tập tục lạc hậu có hại trong đời sống của đồng bào các dân tộc tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo khả năng miễn dịch chủ động để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc gia cầm góp phần đưa ngành chăn nuôi thị xã phát triển bền vững, bảo vệ kết quả sản xuất cho người chăn nuôi, xây dựng vùng xã an toàn dịch bệnh, xây dựng xã phường an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ người tiêu dùng. Thực hiện kế hoạch số 313 ngày 16 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và tiêm phòng vaccine gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2023. Theo đó, từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023, các xã phường tổ chức tiêm phòng đồng loạt cho gia súc gia cầm trên địa bàn. Trong đó, đàn trâu bò tiêm vaccine lở mồm long móng và tụ huyết trùng, đàn lợn tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả, vaccine tụ huyết trùng đóng dấu, vaccine lở mồm long móng, vaccine phòng bệnh tai xanh và vaccine phòng bệnh lepto, phó thường hàn ở những vùng có nguy cơ phát dịch cao. Đàn chó mèo tiêm vaccine phòng bệnh dại, đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle dịch tả vịt, tụ huyết trùng vaccine phòng bệnh cúm gia cầm H5N1, H5N6 cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn thị xã. Để công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2023 đạt kết quả đúng kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu phòng kinh tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã kiện toàn và phân công các thành viên ban chỉ đạo thị xã, phụ trách chỉ đạo các đơn vị và ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc kịp thời nhằm hoàn thành tốt kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2023 trung tâm dịch vụ nông nghiệp phân công lực lượng hướng dẫn các xã phường thực hiện công tác tiêm phòng theo đúng kế hoạch của ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn thực hiện tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật và xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm phòng nhanh gọn triệt đề cập nhật tổng hợp kết quả tiêm phòng hàng ngày và cả đợt báo cáo về tri cục chăn nuôi thú y và ủy ban nhân dân thị xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các ngành công an thị xã phòng y tế trung tâm y tế thị xã chỉ đạo hệ thống cán bộ cơ sở giám sát và trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền về lợi ích và trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh để người chăn nuôi biết và tự giác thực hiện hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thị xã tổ chức các hội nghị, các công văn chỉ đạo tổ chức đoàn thể mình tuyên truyền động viên đoàn viên hội viên tự giác thực hiện công tác tiêm phòng. Đối với Ủy ban nhân dân các xã phường, kiện toàn ban chỉ đạo tiêm phòng cấp xã phường huy động toàn bộ lực lượng thú y y tế cơ sở và các lực lượng khác để tổ chức thực hiện tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm theo đúng kế hoạch của ủy ban nhân dân thị xã phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo các thôn khu phố giả soát thống kê chính xác đàn gia súc gia cầm đến tận thôn khu phố hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật tư thuốc chống phản ứng vaccine và lực lượng tham gia tiêm phòng đăng ký số lượng vaccine cho từng loại gia súc gia cầm tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp thông báo trước cho chủ chăn nuôi kế hoạch tiêm phòng để chủ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc gia cầm, chuẩn bị kinh phí thanh toán tiền vaccine và tham gia bắt giữ gia súc gia cầm, phục vụ tiêm phòng, lập biên bản xử phạt đối với chủ gia súc gia cầm không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của luật thú y, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã phường để nhân dân biết và tự giác thực hiện công tác tiêm phòng. Đối với các hộ gia đình có chăn nuôi, tự giác đăng ký tiêm phòng với cán bộ thú y cơ sở, nhốt giữ gia súc gia cầm theo kế hoạch chuẩn bị tài chính để trả tiền vaccine sau tiêm phòng và nhận giấy chứng nhận tiêm phòng của mỗi loại vật nuôi được tiêm phòng, có trách nhiệm theo dõi gia súc gia cầm sau khi tiêm phòng trong thời gian ít nhất 2 giờ. Tiêm vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm là biện pháp kỹ thuật quan trọng, đồng thời là quy định bắt buộc của luật thú y về phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, góp phần để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Nếu hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi, theo quy định, khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm buộc phải tiêu hủy gia súc gia cầm, sẽ không được hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, muốn có một xã hội học tập đúng nghĩa thì không thể coi nhẹ yếu tố gia đình học tập, dòng họ học tập. Xây dựng gia đình và phát triển văn hóa trong từng gia đình, từng dòng họ cũng chính là để xây dựng được về chất một xã hội học tập, yếu tố có vai trò cốt lõi trong quá trình phát triển và thịnh vượng của quốc gia dân tộc. Trường học đâu đời nuôi dưỡng và hình thành nhân cách của con người. Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các dân tộc Á Đông, trong những truyền thống tốt đẹp đóng vai trò giá trị gốc để tạo nên những giá trị khác theo dòng chảy lịch sử. Người Việt Nam từ xưa đã coi gia đình và dòng họ là nền tảng quan trọng để xác lập nên những phẩm chất tốt đẹp của con người, chính từ gia đình và dòng họ, những giá trị như lòng trung thành, kính già nhường trẻ, tôn sư trọng đạo, biết ơn tiền nhân, trân trọng truyền thống đã được thấm nhuần trong tâm hồn lớp lớp thế hệ người Việt. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gia đình cũng luôn đóng vai trò là trường học đầu đời, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người, là môi trường đầu tiên khuyết khích và tạo điều kiện cho việc học tập và đặt nền móng cho sự phát triển sáng tạo trưởng thành của mỗi thành viên. Nếu nói gia đình là tế bào của xã hội thì cũng có thể coi gia đình là hạt nhân của tế bào hình thành nên dòng họ. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhiều dòng họ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước. Những dòng họ được ngưỡng vọng, trân trọng là những dòng họ có nhiều hạt nhân và tế bào tốt, được lưu truyền sử sách và được xã hội ghi nhận đánh giá cao. Về cơ bản, dù trải qua nhiều biến thiên, nhưng đến nay, các dòng họ của Việt Nam vẫn giữ được tính tổ chức bền chặt nên nếp gia phong trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào tiến trình phát triển của đất nước, củng cố phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó có giá trị truyền thống hiếu học, ham học, cầu tiến. Không thể phủ nhận quan hệ dòng họ là nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam. Dòng họ phát triển thì cộng đồng làng xã phát triển, đất nước phát triển. Như vậy, văn hóa gia đình là một bộ phận cấu thành văn hóa dòng họ, văn hóa dân tộc. Đất nước muốn có được nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ gìn được văn hiến. Phát triển được văn minh thì không thể không coi trọng và phát triển văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ. Muốn có một xã hội học tập đúng nghĩa thì không thể coi nhẹ yếu tố gia đình học tập dòng họ học tập. Theo đó, xây dựng gia đình và phát triển văn hóa trong từng gia đình, từng dòng họ cũng chính là để xây dựng được về chất một xã hội học tập. Yếu tố có vai trò cốt lõi trong quá trình phát triển và thịnh vượng của một quốc gia dân tộc, góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, có đủ phẩm chất, năng lực, làm chủ bản thân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những yếu tố tích cực và các thiết chế xã hội mới, Việc coi trọng gia đình và dòng họ vẫn luôn được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để củng cố nhân cách, đạo đức cũng như những phẩm chất tốt đẹp khác của con người Việt Nam. Theo đó, cần không ngừng duy trì và đề cao những giá trị truyền thống và văn hóa đặc trưng của con người Việt Nam gắn liền với gia đình và dòng họ. Việc giữ gìn và bảo tồn những giá trị này không chỉ giúp duy trì bản sắc văn hóa mà còn định hình tính cách của con người Việt trong xã hội học tập khuyến học khuyến tài là nhiệm vụ xuyên suốt để phát huy truyền thống hiếu học của con cháu. Nghị quyết 29 NQTU khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định một trong những quan điểm chỉ đạo là đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục và đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học. Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội trong các nhiệm vụ giải pháp, Nghị quyết 29 cũng chỉ rõ phải hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Từ những nội dung nêu trên trong Nghị quyết 29 cho thấy, trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự tác động của các trò lưu xã hội ảnh hưởng nhanh, tác động trực tiếp đến tâm tư tình cảm của người dân trong một thế giới đầy biến động. Do đó, việc tăng cường xây dựng xã hội học tập Học tập suốt đời để tạo cơ hội học tập, nhằm bồi đắp tri thức cho mọi người ở tất cả các cấp các ngành, các lĩnh vực để họ có đủ trình độ sàng lọc thông tin, phân biệt những ảnh hưởng tốt, chưa tốt của các trào lưu hiện nay. Sự bùng nổ internet, mạng xã hội, các ngành công nghiệp giải trí đã tác động vào lối sống, đặc biệt là của giới trẻ, tạo ra sự khác biệt giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, đòi hỏi những cách tiếp cận mới về phát triển văn hóa trong mối tương quan giữa xây dựng xã hội học tập với văn hóa dân tộc và con người Việt Nam trong giai đoạn mới từ góc độ gia đình, dòng họ trong xã hội học tập để phát triển bền vững, hạn chế tác động tiêu cực từ văn hóa đổi trị đến con người Việt Nam. Trong thời gian qua, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập đã được các cấp các ngành, hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Hội khuyến học Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng. Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm phát triển kinh tế tri thức được hội khuyến học các cấp phát triển tích cực. Các gia đình dòng họ tiếp nhận hưởng ứng một cách đồng thuận thống nhất cao. Nhiều dòng họ coi việc khuyến học khuyến tài là nhiệm vụ xuyên suốt để phát huy truyền thống hiếu học của con cháu, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, tích cực dùng tri thức học tập để tạo lập cuộc sống cá nhân và cộng đồng sung túc hạnh phúc hơn. Mặc dù tư duy và nhận thức về phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam đã được nâng lên, nhưng cần được nhìn nhận kết quả đó từ góc độ vai trò của gia đình, dòng họ một cách sâu sắc, thực tế và cụ thể hơn. Hiện nay vai trò của gia đình, dòng họ trong vấn đề này rất lớn nhưng chưa thấy được đề cập nhiều trong các công trình nghiên cứu và lan tỏa trong xã hội đặc biệt là về văn hóa giáo dục nhất là khi nguyên lý giáo dục là sự phối hợp giữa nhà trường gia đình xã hội đang bị mờ nhạt trong khi giáo dục là con đường tạo dựng hệ các giá trị văn hóa giáo dục là một thiết chế của văn hóa và giáo dục cũng chính là văn hóa học để phát triển văn hóa đó là quan hệ nhân quả không thể tách rời nhận rõ được vai trò của gia đình dòng họ từ năm 2011 đến nay, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã đề nghị và đã được chính phủ chấp nhận giao nhiệm vụ thực hiện các mô hình học tập, trong đó có mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập. Mục đích của việc thực hiện các mô hình này là vận động người dân học tập, học tập suốt đời, bồi đắp tri thức, xây dựng xã hội học tập ở nước ta để xây dựng đất nước phát triển toàn diện bằng tri thức. Đây là cách phát triển bền vững nhất, kết quả đạt được qua việc thực hiện các mô hình học tập nêu trên, thể hiện rõ nét gia đình dòng họ đóng vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục truyền thống, phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng của địa phương. Được chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao, do đó đã đến lúc cần đánh giá một cách toàn diện hơn vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời nhằm giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa và phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam thông qua việc thực hiện các mô hình học tập từ gia đình, dòng họ. Để từ đó có kiến nghị với lãnh đạo các cấp quan tâm đến phát triển văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ, một trong các giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi chúng ta đang tiếp tục đề mạnh, thực hiện nghị quyết số 33 NQTU khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trách nhiệm tạo cơ hội học tập cho các thành viên trong gia đình đứng trước những thời cơ và thách thức mới yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng giữ gìn và phát triển nền văn hóa việt nam phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người việt nam xây dựng con người việt nam thời kỳ đổi mới gắn với giữ gìn phát huy giá trị gia đình dòng họ kết hợp nhuận nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình văn hóa giáo dục để phát huy vai trò của gia đình dòng họ nhằm thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới, gia đình và dòng họ nên khuyến khích con cháu tham gia vào học tập và nghiên cứu, đồng thời cung cấp môi trường thuận lợi để học tập và phát triển, khuyến khích sự tò mò và khám phá, giúp con người Việt Nam phát huy tư duy sáng tạo, việc tuyên dương và khen thưởng con cháu có thành tích tốt trong học tập, công hiến trong các ngày dỗ hay họ mặt dòng họ có tác dụng động viên và khuyến khích rất lớn cho các thế hệ trẻ. Mọi công dân phải có trách nhiệm với gia đình, với xã hội và có quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu. Xây dựng những mô hình học tập trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải được thực hiện, gắn kết với các tiêu chí xây dựng các mô hình văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn cách nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Giả danh cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án, gọi điện lừa đảo. Dấu hiệu nhận biết, đối tượng giả danh cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án để gọi điện ham dọa và lừa đảo, thường xuyên sử dụng các chiêu trò, và phương pháp nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết. Sử dụng số điện thoại giả mạo. Đối tiện sẽ sử dụng số điện thoại giả mạo có hiển thị số điện thoại của cơ quan công an, viện kiểm soát hoặc tòa án trên màn hình điện thoại của bạn. Hãy lưu ý rằng cơ quan chính thức sẽ không sử dụng số điện thoại giả mạo hoặc giả danh. Đe dọa và áp lực tâm lý. Đối tượng sẽ sử dụng các cách thức đe dọa áp lực tâm lý như khống chế, hăm dọa, nói dối về việc có liên quan đến các vụ án đang điều tra để tạo áp lực và đánh vào sợ hãi của nạn nhân yêu cầu chuyển tiền hoặc thông tin cá nhân đối tượng sẽ yêu cầu bạn chuyển tiền vào một tài khoản cụ thể hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số thẻ tín dụng số căn cước công dân mã số bảo mật và các thông tin nhạy cảm khác điều này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bạn tạo áp lực thời gian đối tượng thường tạo áp lực thời gian cho bạn tuyên bố rằng hành động phải được thực hiện ngay lập tức để tránh hậu quả nghiêm trọng, họ sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng không có thời gian để suy nghĩ hay tham khảo người khác. Biện pháp phòng tránh để phòng chống và bảo vệ mình khỏi các hình thức lừa đảo như trên, hãy áp dụng các biện pháp sau: giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe dọa, xác minh thông tin, hãy tự xác minh danh tính và thông tin của người gọi bằng cách gọi lại vào số điện thoại chính thức của cơ quan đó hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan qua các kênh chính thức không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại, email hoặc các phương tiện truyền thông khác. Báo cáo sự việc, nếu bạn nhận được cuộc gọi đe dọa hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và tư vấn. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ không yêu cầu bạn chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm qua điện thoại một cách đột ngột mà không có văn bản thông báo trước. Giao bán hàng giả hàng nhái qua sản thương mại điện tử, dấu hiệu nhận diện dấu hiệu nhận biết các hoạt động thương mại điện tử giao bán hàng giả và hàng nhái trên mạng xã hội và các sản thương mại điện tử có thể bao gồm giá quá rẻ sản phẩm được giao bán với giá cực kỳ hấp dẫn thường rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường đây có thể là dấu hiệu của hàng giả hàng nhái hoặc sang lận thiếu thông tin sản phẩm người bán không cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm như thông số kỹ thuật nguồn gốc chất lượng thông tin về nhà cung cấp và bảo hành số lượng giới hạn và áp lực mua hàng người bán áp đặt áp lực mua hàng nhanh chóng bằng cách khuyến khích mua hàng ngay lập tức với lý do rằng hàng chỉ có số lượng giới hạn hoặc đang có nguy cơ hết hàng đánh giá và nhận xét không tự nhiên sản phẩm nhận được đánh giá và nhận xét tích cực một cách quá mức không tự nhiên hoặc không đáng tin cậy đây có thể là một chiêu trò để tạo lòng tin và thuyết phục người mua phương thức thanh toán không an toàn người bán yêu cầu thanh toán bằng các phương thức không an toàn chẳng hạn như chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng, thanh toán bằng ví điện tử không rõ nguồn gốc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng một cách đáng ngờ. Tài khoản người bán không đáng tin. Kiểm tra tài khoản của người bán trên mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử. Nếu tài khoản không đáng tin, với ít hoặc không có thông tin cá nhân, hoạt động mới hoặc không có đánh giá, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy người bán không đáng tin cậy. Thiếu thông tin liên hệ và địa chỉ. Người bán không cung cấp thông tin liên hệ rõ ràng, như địa chỉ, số điện thoại hoặc email. Điều này khiến việc theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan trở nên khó khăn, thiếu uy tín và phản hồi tiêu cực. Người bán có lịch sử phản hồi tiêu cực, có nhiều khiếu nại từ người mua trước đó hoặc không có đủ đánh giá và phản hồi từ khách hàng. Biện pháp phòng tránh Để phòng chống và tránh bị lừa đảo khi mua hàng trực tuyến, hãy áp dụng các biện pháp sau. Nghiên cứu và đánh giá nguồn gốc người bán, kiểm tra thông tin về người bán bao gồm địa chỉ, số điện thoại và nhận xét từ người mua khác trên các trang web đáng tin cậy. Kiểm tra thông tin sản phẩm, đảm bảo bạn có đủ thông tin chi tiết về sản phẩm, hình ảnh chất lượng và mô tả chính xác. Tìm hiểu về chính sách bảo hành và hoàn tiền. Đảm bảo bạn hiểu rõ chính sách bảo hành và hoàn tiền của người bán, có thể liên hệ với họ nếu cần thiết. Tìm kiếm phản hồi và đánh giá. Tìm hiểu ý kiến và đánh giá từ người mua khác về người bán và sản phẩm để có cái nhìn tổng quan. Hãy luôn cảnh giác và nghĩ trước khi thao tác mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về các biện pháp bảo vệ thông tin và quyền lợi cá nhân trên báo chí và các website chính thống. Đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng Sự nguy hiểm của việc sử dụng thông tin trên căn cước công dân đăng ký mã số thuế ảo, vay tiền từ các tổ chức tiến dụng trên mạng xã hội và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là rất nghiêm trọng. Dưới đây là các cảnh báo bạn nên lưu ý. Cảnh báo về việc tiết lộ thông tin cá nhân, sử dụng thông tin trên căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân để đăng ký mã số thuế ảo hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số chứng minh thư nhân dân, ngày sinh, địa chỉ, trên mạng xã hội có thể rất nguy hiểm. Kẻ giang có thể lợi dụng thông tin này để thực hiện các hoạt động lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn cảnh báo về vay tiền từ các tổ chức tiến dụng trên mạng xã hội. Các tổ chức tiến dụng trên mạng xã hội có thể cung cấp dịch vụ vay tiền nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với các tài khoản lãi suất cao và các điều khoản vay không rõ ràng. Nếu không thực hiện cẩn thận, bạn có thể rơi vào tình trạng nợ nần và mất tài sản. Cảnh báo về lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trên mạng xã hội có rất nhiều hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Họ có thể sử dụng các chiêu thức như làm quen, tạo dựng lòng tin và yêu cầu chuyển khoản tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Hãy cẩn trọng với các tin nhắn của gọi hoặc thông tin từ người không rõ danh tính. Biện pháp phòng tránh Để phòng ngừa các nguy cơ trên, hãy áp dụng các biện pháp sau. Bảo vệ thông tin cá nhân, không tiết lộ thông tin cá nhân quan trọng như số căn cước công dân, số chứng minh thư nhân dân, số tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai trên mạng xã hội hay qua các tin nhắn không xác định nguồn gốc kiểm tra danh tính nếu nhận được cuộc gọi tin nhắn hoặc email từ các tổ chức tài chính hãy xác minh danh tính của họ bằng cách liên hệ trực tiếp với tổ chức đó qua số điện thoại hoặc địa chỉ email đã được công bố chính thức kiểm tra mức uy tín của sàn giao dịch trước khi tham gia vào giao dịch trực tuyến hãy kiểm tra sự đáng tin cậy của sàn giao dịch bằng cách tìm hiểu về sàn giao dịch đọc đánh giá từ người dùng khác và xem xét các chứng chỉ giấy phép hoạt động Giữ cảnh giác và kiên nhẫn, luôn luôn giữ cảnh giác với các cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và đừng để bị lừa bởi những lời hứa quá mức hấp dẫn. Hãy kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính. Sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ, đảm bảo rằng bạn sử dụng phần mềm bảo mật mạnh mẽ và luôn cập nhật phiên bản mới nhất để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Lừa đảo, chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng. Cảnh báo Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng và giả danh người thu hồi nợ để yêu cầu trả lại số tiền là một hình thức lừa đảo nguy hiểm. Dưới đây là các điểm cần lưu ý và biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân. Không chuyển tiền ngay lập tức, hãy luôn kiểm tra và xác nhận rõ ràng nguồn gốc và mục đích của giao dịch chuyển tiền trước khi thực hiện. Không chuyển tiền dựa trên các yêu cầu đột xuất, không xác định hoặc không rõ ràng. Kiểm tra thông tin chuyển khoản, kiểm tra kỹ các thông tin liên quan đến người nhận và số tài khoản trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, so sánh thông tin với nguồn tin chính thức hoặc thông qua ngân hàng chủ quản để đảm bảo tính xác thực. Xác minh bằng nhiều cách khác nhau, nếu nhận được yêu cầu chuyển tiền hoặc trả lại số tiền từ một người hoặc tổ chức, không nên tiêu hoặc động đến số tiền đó mà hãy xác minh thông qua kênh liên lạc độc lập khác như số điện thoại được công bố chính thức hoặc email chính thức của họ dựa vào thông tin được cung cấp bởi người yêu cầu thận trọng với các khoản vay không rõ ràng nếu bạn nhận được yêu cầu trả lại số tiền như một khoản vay hãy xem xét cẩn thận trước khi đồng ý đảm bảo rằng điều khoản và lãi suất được đề xuất là rõ ràng và hợp lý nếu có bất kỳ nghi ngờ nào hãy tìm kiếm lời khuyên từ cơ quan ngân hàng và chuyên gia tài chính độc lập báo cáo sự việc nếu bạn nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo chuyển nhầm tiền giả danh thu hồi nợ hãy ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng như cảnh sát hoặc ngân hàng để họ tiến hành điều tra và cung cấp sự hỗ trợ. Luôn luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh. Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân của bạn và tìm hiểu thêm về các hình thức lừa đảo phổ biến để tránh trở thành nạn nhân. Lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa. Dấu hiệu nhận biết. Nghiên cứu mục tiêu, kẻ lừa đảo xác định những cá nhân hoặc tổ chức có danh tiếng chân thật và đáng tin cậy điều này sẽ giúp kẻ lừa đảo chọn đúng mục tiêu để giả mạo tạo một danh tính giả kẻ lừa đảo xây dựng một nhân vật xuất hiện có thể tin tưởng và đáng tin cậy điều này có thể liên quan đến việc tạo các hồ sơ giả trang web giả hoặc tài liệu để ủng hộ sự lừa dối của bạn thiết lập liên lạc tiếp cận nạn nhân hoặc những người liên quan đến mục tiêu dưới cái giả của một cá nhân tổ chức hoặc nhân viên đáng tin cậy sử dụng ngôn ngữ thuyết phục và các chiến thuật để xây dựng lòng tin của họ trình bày cơ hội, thuyết phục nạn nhân rằng họ có khả năng khôi phục lại số tiền đã mất, tuần vinh khả năng chuyên môn, mối quan hệ hoặc phương pháp độc quyền mà bạn là ứng cử viên lý tưởng cho nhiệm vụ này. Yêu cầu thanh toán hoặc thông tin nhạy cảm. Sau khi nạn nhân tin tưởng vào khả năng của kẻ lừa đảo, yêu cầu thanh toán hoặc thông tin cá nhân dưới giả danh phí xử lý, yêu cầu pháp lý hoặc bất kỳ lý do hợp lý nào khác. Tiếp tục giả mạo cung cấp thông tin cập nhật và sự đảm bảo để giữ cho nạn nhân tham gia và ngăn họ nghi ngờ ý đồ thật sự của kẻ lừa đảo. Biện pháp phòng tránh: không chuyển tiền ngay lập tức, hãy luôn kiểm tra và xác nhận rõ ràng nguồn gốc và mục đích của giao dịch chuyển tiền trước khi thực hiện. Không chuyển tiền dựa trên các yêu cầu đột xuất, không xác định hoặc không rõ ràng. Kiểm tra thông tin chuyển khoản, kiểm tra kỹ các thông tin liên quan đến người nhận và số tài khoản trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. So sánh thông tin với nguồn tin chính thức hoặc thông qua ngân hàng chủ quản để đảm bảo tính xác thực. Xác minh danh tính, khi bạn nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu thông tin cá nhân qua điện thoại, hãy xác minh danh tính của người gọi bằng cách yêu cầu thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc liên lạc qua một kênh tin cậy khác. Báo cáo sự việc, nếu bạn nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo, chuyển nhầm tiền, giả danh thu hồi nợ, hãy ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng như cảnh sát hoặc ngân hàng để họ tiến hành điều tra và cung cấp sự hỗ trợ. Luôn luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin xác minh. Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân của bạn và tìm hiểu thêm về các hình thức lừa đảo phổ biến để tránh trở thành nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được tổ chức trong hai ngày, ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Thị xã, đường Lê Thế Sơn, tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghệ Sơn. Sau đây chúng tôi xin truyền tới quý vị và các bạn tiêu chuẩn và quyền lợi của người tham gia hiến máu tình nguyện. Tiêu chuẩn, mọi người khỏe mạnh, đủ 18 tuổi đến 60 tuổi đối với nam và đủ 18 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ đều được tham gia hiến máu tình nguyện nhưng phải đạt các tiêu chuẩn sau. Ngoài quy định về tuổi còn quy định về cân nặng, cơ thể đối với nam trên 45 kg, nữ trên 42 kg và không hiến quá 9 ml trên 1 kg cân nặng. Nam hiến không quá 4 lần trên năm, nữ được hiến không quá 3 lần trên năm và khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến máu là 12 tuần trở lên trong năm không hiến quá 4 lần. Ngoài ra phải đạt tiêu chuẩn khác khi khám sàng lọc và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả của dịch COVID-19. Quy định người không được hiến máu là người đã nhiễm hoặc thực hiện hành vi có nguy cơ nhiễm HIV, người đang mắc COVID-19, xét nghiệm dương tính với COVID-19, người đã nhiễm viêm gan B, viêm gan C và các virus lây truyền qua đường máu, người có các bệnh mãn tính, tim mạch, huyết áp, hô hấp, dạ dày, và người đang điều trị một số thuốc. Nữ trong thời kỳ hành kinh hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Quyền lợi, quyền lợi của người hiến máu, ngoài các quyền lợi mà chỉ người hiến máu mới có, còn được chăm sóc điều trị miễn phí khi có tác dụng không mong muốn xảy ra trong và ngay sau khi hiến máu, được tôn vinh khen thưởng và hưởng các quyền lợi khác về tinh thần, vật chất theo quy định của pháp luật. Thực hiện theo công văn số 123 BCDTH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện Thanh Hóa về việc thay đổi mức chi cho người hiến máu. Sau khi hiến máu, người hiến máu được Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh bồi dưỡng trị giá 180 đến 230 000 đồng trên một đơn vị máu gồm 100 000 đến 150 000 đồng tiền giá trị bằng quà tặng theo đơn vị máu hiến là 250 ml hay 350 ml máu. 50.000 đồng hỗ trợ chi phí đi lại và phục vụ ăn nhẹ, uống nước tại chỗ, trị giá 30.000 đồng, kèm theo một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có giá trị để truyền máu miễn phí bằng số luận máu đã hiến khi bản thân người hiến máu có nhu cầu sử dụng máu tại tất cả các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc. Người hiến máu cần xuất trình giấy chứng nhận này để làm cơ sở cho các cơ sở y tế thực hiện việc truyền máu miễn phí. Cơ sở y tế có trách nhiệm ký, đóng dấu xác nhận số lượng máu đã truyền miễn phí cho người hiến máu và giấy chứng nhận. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, thị xã Nghi Sơn xây dựng và triển khai thực hiện 4 chương trình trọng tâm. Trong đó có chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị, đẩy mạnh trình trang các khu vực đô thị hiện hữu, và kết hợp phát triển các khu vực đô thị mới theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị văn minh hiện đại. Từ năm 2021 đến nay, phường Hải Hòa đang là một trong những phường đi đầu về phát triển hạ tầng đô thị với nhiều khu dân cư, khu đô thị đã và đang được xây dựng. Nổi bật là khu đô thị VNC Ocean Garden City đang được đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án khu đô thị VNC Ocean Garden City có tổng diện tích 55,8 ha, bao gồm 1.487 sản phẩm, nhà liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, với đầy đủ tiện ích hiện đại, bao gồm trung tâm thương mại, công viên, trường học, trung tâm y tế, trung tâm thể thao, quảng trường, sân khấu, nhạc nước, và được định hướng sẽ thành khu đô thị biển đẳng cấp đáng sống bậc nhất tại thị xã Nghi Sơn. Dự án khu đô thị VNC Ocean Garden City được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 tại quyết định số 5440 quy đề UBNC ngày 23 tháng 12 năm 2019. Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng ý về chủ trương giao quỹ đất đối ứng để thanh toán lần một cho công ty cổ phần BT Hải Hòa Bình Minh. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao đất cho ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc quản lý đất đai, giao lại đất cho thuê đất theo chức năng thẩm quyền quy định của pháp luật tại quyết định số 4072 quy đề UBNZ. Ngày 4 tháng 12 năm 2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao đất cho Công ty Cổ phần BT Hải Hòa Bình Minh để thực hiện dự án quỹ đất đối ứng lần 1, thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa Bình Minh. Thị xã Nghi Sơn theo hình thức PPP, hợp đồng BT, tại quyết định số 341. Hiện tại, dự án đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở tầng đô thị để cho đón cư dân về sinh sống theo khoản 3 điều 126 luật đất đai năm 2013 về sử dụng đất người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại khu đô thị VNC Ocean Garden City được bàn giao dưới dạng đất ở đô thị và sở hữu quyền sử dụng đất theo hình thức lâu dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại